Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2022, thị trường lúa hè thu giao dịch tốt, giá lúa vững. Giá lúa hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long không có điều chỉnh mới tại tất cả giống lúa. Gạo và nếp giao dịch tương đối tốt, nhu cầu lúa khô khá. Nhiều nông dân gặp khó khăn trong sản xuất, thậm chí tỏ ra e ngại không dám đầu tư vì sợ thua lỗ. Với những nông dân đã xuống giống vụ hè thu này, tâm lý vừa làm vừa lo nhiều hơn. Theo ghi nhận thực tế, tại nhiều cánh đồng lúa hè thu sớm đã và đang thu hoạch tại Long An, Đồng Tháp, nông dân Nguyễn Văn Hào, xã Tân Bình, huyện Tân Thành, Long An chia sẻ, vụ này lợi nhuận thấp hơn nhiều so với các vụ trước do chi phí sản xuất tăng cao. Điều mong mỏi nhất của nông dân hiện nay là giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sớm bình ổn để sản xuất nông nghiệp có lợi nhuận. Giá lúa cụ thể tại An Giang, nếp bỏ tươi Long An 5.600-5.900, nếp An Giang 5.600-5.800, OM380 5.500-5.600, IR50404 giá 5.400-5.600, Nàng Hoa Chín 5.800-5.900, Đài Thơm 8 5.900-6.000 đồng, OM5451 5.600-5.700, OM18 giá 5.700-5.900, lúa Jasmine 5.800-5.900, lúa khô IR50404 6.400-6.600, lúa khô OM5451 6.800-7.000 đồng. Tại Sóc Trăng, Đài Thơm 8 là 5.800-6.000 đồng, OM5451 giá 5.400-5.700, IR50404 là 5.400-5.700, VNR20 5.600-5.800, lúa DS1 6.500-6.700, OM4900 5.800-6.000 đồng, OM18 là 5.700-5.900, lúa Tài Nguyên là 6.900-7.000 đồng, RVT là 7.000-7.200 đồng, lúa ST24 là 7.400-7.600, lúa ST25 là 7.500-7.700 đồng. Tại Cần Thơ, giá lúa hè thu sớm IR50404 là 5.100-5.200, OM5451 là 5.400-5.600, OM18 là 5.700-5.850 đồng, Đài Thơm 8 là 5.700-5.900. Tại Đồng Tháp, giá lúa hè thu sớm OM380 5.500-5.600, OM18 5.800-6.000 đồng, Đài Thơm 8 là 5.800-6.000, OM5451 là 5.500-5.700, IR50404 là 5.500-5.600, nếp vỏ tươi Long An 5.500-5.600. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR50404 5.500-5.600, OM380 5.600-5.800, OM18 5.800-6.000, Đài Thơm 8 là 5.800-6.000, OM5451 là 5.500-5.700, Jasmine là 5.800-5.900, Nàng Hoa là 6.000-6.100, VNR20 5.600-5.800, nếp tươi Long An 5.500-5.700, lúa Nhật Japonica là 6.400-6.600, lúa khô IR50404 là 6.600-6.800, lúa khô OM5451 6.800-7.000 đồng, lúa khô OM18 Đài Thơm 8 7.300-7.600 đồng. Tại Long An là 5.500-5.700 cho nếp vỏ tươi Long An. IR50404 giá là 5.500-5.600, Đài Thơm 8 là 5.800-6.000 đồng nha bà con. OM5451 là 5.500-5.700, OM18 là 5.800-6.000 đồng, ST24 từ 7.200-7.800. Bà con lưu ý giá còn có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin khác. Xin cảm ơn và xin kính chào.